Xin kính chào quý vị đang quay trở lại với kênh bán hàng của Salon Ô tô Femeca Hải Dương. Hôm nay thì bên salon nhà em lại về thêm một mẫu xe mới nữa để quay video đăng lên cho quý vị xem tham khảo. Đây là chiếc Mazda 2 sản xuất 2017 1.5 sedan. Xe này đang mang biển tỉnh Vĩnh Phúc 88A16A19 và chiếc xe này đang có giá chào bán là 460 triệu. Xe cam kết chuẩn máy zin, thân vỏ không đâm đụng, không tai nạn. Ngoại thất xe màu trắng và nội thất bên trong là màu đen. Màu đen không chỉ đỏ. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ cho Femeca Hải Dương theo số hotline 0978 607 555 hoặc số 0901 337 888 để được thương lượng mua bán chiếc xe này. Nếu quý vị đến trực tiếp được thì vui lòng về trực tiếp địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này mới chạy chuẩn 5.2 lốp theo xe còn nguyên. Tuần thứ 28 của năm 2016. Xe này là đời 2017 nhé. Đăng kiểm cùng bảo trì đường bộ đến tháng 6 2021. Option là theo xe thì có đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Trên xe có màn hình này, đèn nở thông minh, màn hình cam lùi đầy đủ, điều hòa tự động, vô lăng tích hợp một số các nút điều chỉnh chức năng. Đây, nút điều chỉnh trung tâm ở đây ạ. Nội thất đen chỉ đỏ. Mazda 2 là một trong những xe thuộc phân khúc hạng B, động cơ dung tích 1.5, chỉ tiêu hao khoảng tầm 6 lít xăng đủ về cho 100 km đường hỗn hợp. Mazda 2 là một trong những chiếc xe bán khá là chạy trong tất cả các xe cùng phân khúc. Xe còn rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống keo chỉ còn nguyên zin hết. Thiết kế trẻ trung. Chống trơn trượt này. Gương kính chỉnh điện, cụp điện. Xe mới đi được 51.573 km, 5.1 gần 5.2. Đây, dưới nắp capo là động cơ 1.5 lít. Tất cả còn nguyên zin hết, từ chân máy, mặt máy, đầu răng sexy. Tất cả còn nguyên ạ. Sau khi quý vị xem xong clip này, nếu có nhu cầu muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ cho em theo số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh,
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này đang được chào bán mức giá là 460 triệu cho chiếc Mazda 2 đời 2017. Xe chạy 5 vạn 2 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip lần sau.